người đã chuẩn bị cho sức mạnh. Yo! Đào 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 sức mạnh. Đứng sang lại sức mạnh. Yo! Thì tôi biết mà, tôi chỉ là chơi với những người bạn của tôi chút xíu thôi mà, có gì đâu mà ông chửi tôi dữ vậy. Ừ, đen vui mà nhìn nè. Tôi thấy vừa gặp nguy hiểm gì hết. Cái con quái vật Adudu Alien người ngoài hành tinh kia tụi tôi cũng đánh thành công rồi, có gì đâu mà phải sợ. Đúng rồi, hắn ta mà quay trở lại thì một cơn gió lốc xoáy nè. Được rồi, tôi biết rồi, mau cho bố thoải mái đi, chúng ta vui chơi với nhau đi mà. Bây giờ mà căng thẳng quá không được gì đâu. Đúng rồi, đang vui mà. Đúng rồi, đang vui muốn chết luôn á. Coi chừng bị già sớm đó nha, cho bố. Tôi là bất tử, từ khi tôi hết năng lượng này tôi mới già thôi chứ tôi không già được đâu. Ô cho bớt gì đâu, như ông cụ non á, chán thiệt chứ, đúng không mấy bạn ơi. Ê nhưng mà hai người thấy lốc xoáy của tôi ok không vậy nào? Cho một phát à. Tôi không cần thử cái đó đâu. Cái này thì như bay hơi xa đó, cái này hồi nãy hôm bữa lần trước tôi đánh Adudu bay mút chỉ gà na luôn mà. ghê lắm mấy nghe. Bây giờ ông có được sức mạnh như vậy rồi là nhờ ô cho bớt á, nên là ông phải biết ô cho bớt. Tôi biết rồi, tôi cảm ơn Autobot rất là nhiều luôn á. Autobot ban cho tôi sức mạnh này thiệt là hấp dẫn quá đi luôn. Được rồi, nhưng mà ông nhớ là ông được lùng tì tẹt. Biết rồi, tôi chỉ giỡn với bạn bè tôi chút xíu thôi mà. Ơi, mà nhớ là bữa thằng Adudu biết nó nói gì không? Nó nói cái gì vậy? Cái tên Adudu đầu vuông đó. Cái tên người ngoài hành tinh đó dám nói tụi mình là con người dơ bẩn ngu ngốc mà. Lần tới mà tôi gặp nó, tôi đá vô cái mông nó liền. Đúng rồi. Nó đâu tụi mày nói. Ừ. Em có nghe cãi mà. Mày có biết đâu nhiều chuyện thì chứ. Hay không biết là bồ bò boy này có sức mạnh gì mới không nữa. Chứ sức mạnh. Ôi, cái gì vậy? Cái gì nó vậy? Là một người ngoài hành tinh gì đó sao? Trời ơi. Sao? Hình như hắn đến đây. Bạn hắn đến đây để mua lấy cho bò đó. Ôi. Không ra. Chánh ra khỏi bạn của ta. Hay cha. Ôi, cái lũ người hoại hành tinh chết tiệt này. Biên đi chỗ khác. Cha. Giết bọn chúng đi. Không được đụng đâu cho bớt bạn của ta. Cái gì? Sao anh ta mà có nhiều quá vậy hả? Biên ra đi. Cha. Biên ra chỗ khác. Cái tên rồi. Cái tên. Hả? Anh ta nói cái quái gì nữa vậy trời. Mọi người tránh xa ra. Dám khinh thường con người trái đất bọn ta hả? Cái tên khốn ác người ngoài hành tinh giá xanh này. Chết đi. Thì ra nó nói cái gì vậy? Anh ta nói gì vậy cho bớt? Chà. Xứng đáng có sức mạnh này. Cái người ác độc như ngươi thì không nên sở hữu nó. Chà, chà. Hắn ta sao có nhiều người ngoài hành tinh trong vi huyện của hắn ta quá vậy Autobot? Chúng ta phải làm gì bây giờ? Chà, bây giờ đi. Hả, sức mạnh nguyên tố mới nữa sao? Được rồi, sức mạnh nguyên tố. Rồi các bạn ơi, mình đã biến hình thi ha phiên bản. Ai 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 ai. Thì cái tên chết tiệt này. Xem đây. Bum. Autobot tránh ra. Ôi, hắn ta đầu xuống rồi. Bây giờ thì nhìn đây.
ngươi chạy đi đâu được nữa đây? Đất của ta, đất của ta đã bạc, đất của ta đã cầm chân ngươi lại do cái con người ngoài hành tinh ấy mà gây kia. Trời ơi, cái đầu của nó kìa. Hắn ta nói cái gì đâu cho bớt. Hắn xin tha hả? Mày... Nó nói gì vậy ao cho bớt? Người đã quậy biết cái chỗ này của ta, bây giờ mọi thứ của ta bây giờ nó bị lúng hết như thế này đây. Mà bây giờ cô còn nói như vậy nữa hả? Thiệt hại của cái vùng đất này của ta bây giờ phải tính sao đây? Cứ trả lời đi. Trời ơi, dân chơi kiểu gì, người hoài hành tinh kiểu gì, thua xong rồi chơi xin gì xỏ vậy? Đúng rồi, mày đánh tụi tao quá trời, sao mày không xin? Đúng rồi. Nó nói gì đâu cho bớt. Thôi được rồi, lần tới ngươi không được đến đây nữa đó biết chưa? Cái tên người ngoài hành tinh xanh lẹt á. Được rồi, thu đất lại. Đừng để tụi tao gặp lại. Trời ơi, nó chạy mất tiêu luôn rồi. Nó sợ lắm luôn rồi đó mấy bạn ơi. Trời ơi, tôi đánh đến nhỏ mà nó ám ảnh luôn á. Ông đánh nó kiểu mày là mốt, nó không bao giờ dám quay lại đâu. Nó về hành tinh nó chạy. Trời ơi, hay không sao đâu, bây giờ có tôi ở đây rồi, tôi sẽ bảo vệ mọi người trong lại và bảo vệ luôn Autobot, vì bạn bây giờ Autobot là bạn của tôi rồi mà. Nguyên tố đất, tôi cũng cảm nhận được. Thật sự nguyên tố này rất mạnh thiệt sự luôn đó mấy bạn à. Hồi nãy mình sử dụng đất để mình xử được cái tên này rất nhanh gọn luôn. Ê, nếu như vậy là tôi tổng cộng đã có được 3 nguyên tố rồi. Sét, gió và đất. Hợp lý đó, được rồi. Mọi người hãy đi lên chỗ cao cao đi. Không thôi tôi lắp lại chỗ này là mọi người bị nhấn chìm luôn đó. Bây giờ mọi người tránh ra nha. Tôi sẽ làm cho cái đất ở đây bắt đầu nó khôi phục trở lại. Khôi phục đi, khôi phục đi. Ây cha, khôi phục trở lại, khôi phục trở lại. Đất ở đây của tôi nó đang dâng trở lên đây. Ê, lên đây, lên đây. Đây nè, tôi đang khôi phục vùng đất ở đây lại để cho nó không còn bị nổ nữa đây các bạn ơi. Được rồi, lắp đây. Thôi, tôi tự lời quá, tôi tự đứng này kêu đất của tôi dâng lên luôn đây cho nó lẹ các bạn ơi. Bây giờ lắp lại chỗ này đi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Này, tôi chỉ cần nâng tỉnh thôi, hành hụt là đó là dễ dàng. Wow, như con cuốn chiếu vậy chứ. Lên hết rồi kìa. Còn một lớp nữa, chưa xong được. Hãy khôi phục luôn cho ta nha lên. Hơi, ok rồi các bạn ơi. Nguyên cái vùng đất này của mình bây giờ nó đã được sang lấp rồi, không còn gì phải khó khăn hết. Nó hơi hừ xíu để cho thằng áo về nó xây lại thôi là được rồi. Mọi người thấy sức mạnh đất của tôi như thế nào? Nè, tôi đã có sức mạnh dẫm đất một cái. Một cái viên đất trội ra. Đúng rồi nhà đằng kia rồi. Trời ơi. Ai biết gì đâu, ai biết gì đâu. Thôi được rồi. Ok đi về đi. Tụi mình cũng đi về thôi. Cho bớt ơi. Let's go. Đi. Hey, tôi đói bụng quá. Bây giờ ông ở nhà canh nhà giùm tôi nha. Cho bớt, tôi sẽ đi chợ mua đồ ăn về nấu đồ ăn cho hai đứa mình ăn. Ok được rồi. Đi cẩn thận đó, đi nhanh về nhanh nha. Được rồi, siêu thị cái bên đây thôi à. Tôi đi một phát là về liền ngay lập tức. La la la. Không biết là mình nấu món gì đây ta. Đói bụng thiệt sự luôn á mấy bạn ơi. Để đi vô siêu thị kiếm cái món gì nấu ăn coi. Để đi hôm nay kiếm món gì ăn nấu cho ăn thiệt là ngon coi nào. La la la. Lấy cái này một ít. Được rồi, đi qua kia lấy thêm món nữa coi. La la. Để mua thêm gì coi. Mua thêm sữa đi. Được rồi, vô này luôn. Cà rốt nữa. Qua cái khác. La la la. Hey, mua xong rồi. Bây giờ thì đi về thôi mấy bạn ơi. Em về nhà. Hello, cậu đi heo đúng không? Hello. Cậu là một con robot gì giống xịn dữ vậy? Tôi là robot giống như
Ocho-bot nè. Bạn biết được Ocho-bot luôn sao? À tôi đâu có biết Ocho-bot đâu. Ờ không biết Ocho-bot hả? Ừ. Ủa gì kỳ vậy? Mới nghe ông nói rõ ràng mà trời. Ủa nhưng mà cậu tên là gì vậy? Cậu robot. À tôi là Broby. Broby. Ồ trông nhìn ngầu dữ nha. Wow ơi, để coi cái coi, để coi cái coi. À đồ. Nhưng mà cậu cũng là robot biết nói chuyện luôn. Cậu đến từ ngoài hành tinh sao? Ờ đúng rồi, tôi đến ngoài từ ngoài hành tinh nè. Ồ, anh bạn Broby này có vẻ xịn dữ vậy trời. Ủa, anh bạn có sức mạnh gì không vậy? À, tôi không có sức mạnh gì đâu, tôi hiền quéo à. Hiền quéo luôn sao trời ơi. Nhìn ông bạn này mắc cười thiệt chứ mấy bạn ơi. Có cái mặt ơi, ăn gì không? Tôi đang định nấu đồ ăn đem về nhà nè. Anh bạn có muốn nấu gì không? À, lộn, anh bạn có muốn ăn chung vui với tụi tôi không? Tụi tôi cho anh bạn ăn chung nè. Có, tôi cũng muốn ăn đồ của người trái đất các bạn á. Muốn ăn món gì ngoài của người trái đất hả? Ok, vậy đi về đây theo tôi. Tôi sẽ cook cho bạn một món siêu ngon đặc biệt. Nhanh lên, nhanh lên. Ê, ơi, ở nhà của tôi cũng có một anh bạn robot tên là Ocho-bot đó. Cũng biết nói chuyện giống như anh bạn luôn. Đi vào đây nè, Broby. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Ocho-bot ơi, Ocho-bot. Cái gì vậy, Ocho-bot? Có chuyện gì vậy Ocho-bot? Có gì đâu mà căng thẳng như vậy? Gì vậy? Ê, có khi nào do cái vụ nổ lần trước mà cậu lọt vô nhà của tôi nên cậu bị mát mát không? Nghĩa là trí nhớ của tôi nó không có được bạn bè cho lắm. Chắc là bạn này cũng là giống bạn rồi đó Ocho-bot ơi. Nên là bây giờ hai người ngồi im đi. Tôi sẽ nấu đồ ăn cho hai người cho yên tâm. Đành lên là có đồ ăn rồi cái. Yên tâm rồi, để tôi làm cho nha. Được, yên tâm. Đồ ăn đã xong rồi. La. Ôi mẹ cái con Ocho-bot kìa. Có gì vậy? Ôi. À, ba đã quay trở lại rồi đây. Ê tên á, đù đù. Tại sao hôm nay mày tới đây nữa vậy? Tại à, ba là đù đù thôi. Mày cái là đù đù. Cái đù đù quá vậy? Ôi, ấy. Cái tên khố này. Ê sao cái này đương nhiên là để làm gì ngươi biết không ạ? Mày làm gì? Đương nhiên là để bắt Ocho-bot rồi. Lần trước chỉ là người hên mà thôi. Không dễ dàng gì đâu. Thả Ocho-bot của ta ra. Đó là người bạn của ta đó. Còn cái tên kia thì ra là người đồng đội của ngươi. Ăn đù đù. Thả ra đây ai? Đù đù. Tao thả thì tao bắt làm gì? Ngươi bị ngu hả? Mày nè, không thả mày. Sao không chứ? Cái gì mà quyết định nhanh vậy? Tại ta, đó là sức mạnh của ta mà. Ta muốn làm gì ta làm chứ. Thằng ấy đây. Ta sẽ đánh bại ngươi. Để cứu người bạn của ta. Mày nè. Lên vi thuyền hả? Chà. Đưa lại cái tên kia. Ê, Ocho-bot. Cái tên con. Mày nè. Ocho-bot ta mà bắt đi thì ngươi cũng không đi được đâu. Chạy tới đây. Mày nè. Chạy đâu? Con dượng ngươi mới là con dượng đó. Tên khôn, dừng lại. Tên khôn này nó dám bắt Ocho-bot của mình các bạn ơi. Tên ai đù đù kìa. Con dượng con robot thôi mà cũng không bảo vệ được. Được, vậy thì ta cũng sẽ không cho ngươi làm gì đâu. Ngươi bắn cái gì vậy hả? Đù đù. Cái tên này. Con dượng nè. Tên a đù đù. Ây áo. Tên chết tiệt này ra. Đón những cục đá của ta đi. Cái tên a đù đù. Mày nè. Mày nè. Ngươi nghĩ ngươi sẽ không có cơ hội gì tiếp cận được cái phi thuyền của ngươi đâu. Đứng lại cái tên a đù đù. Ra đi đù. Mày nè. Phi thuyền của nó tới rồi. Không được. Bây giờ thì sức mạnh bò. Rồi thì đút lui đi á, đù đù. Ngươi nghĩ là ráng sao? Ba đứa mày làm sao mà có thể chống lại được người ngoài hành tinh đẹp trai như ba được? Rồi chạy thôi. Vậy là đương nhiên là chưa ráng nữa chưa? Anh em, ghi theo nó, let's go! Cái tên ai đù kìa, ngươi không chạy được đâu. Ui. Giờ thì chạy đi đâu nữa đây? A đù đù.
thì chạy đi đâu nữa đây? Người đã dám bắt bạn của ta Autobot thì ta bắt lại ngươi thôi. Tinh tinh cái gì, cái á đù đu này, tào lao mía lao này. Tụi tao là con người, còn mày là người ngoài hành tinh xanh mà lè kìa, đù đu. Đẹp dữ ha, đầu chọc rồi còn có hai cái cục em trên đầu như con kiến kìa. Mày bị ảo tưởng à, mắc gì bọn tao mới thả mày ra cái chứ. Còn nếu muốn thả thì thả lại ông cho boss đây, còn không thì boss đi. Thôi được rồi, nhập cho lại thôi các anh bạn. Ông cho boss về đây rồi. Thả cái gì? Tao quên cách thả rồi, tao lỡ nhập về rồi, thôi cầm cái này đào ra đỡ đi. Từ đây mày nè, bây giờ ngươi muốn thì bây giờ ngồi đào đất ra đi nha, ta đi đây, ta biết. Bye bye, á đù đu từ đây đừng có ngon lại đây nữa, tao xử mày không mấy hồi đó nha mày. Mày nè, đi rồi đi rồi, cho bó đôi. Thì ra cái con Ruby đó cũng là tay sai của ai đu đó các bạn ơi, cay thiệt chứ. Lần sau không để nó lừa như vậy được. Ê đại ca đứng nghe mẹ, để em đào chứ mày vô mỏ đại ca nha. Cái gì mày? Mày có chắc là mày đào được không vậy? Trời ơi đại ca yên tâm tin tưởng em đi, em mở tống mấy chục năm rồi anh ơi. Ê đây xưa kia đấy ơi, cái thằng chết tiệt hi ha đó, tập tức nó thiệt chứ, lần này chỉ là nó may mắn rồi, không có lần sau nó có thể đánh bại được người ngoài hành tinh đẹp trai gì thông minh nhất của ta đâu. Phi đi nó vào này, em nó tới rồi đại ca. Vậy lên thôi. Tại sao đại ca bay chậm vậy đại ca? Mày hỏi cái phi thuyền á, đi kiến không, tao đuổi mày ra ngoài không gian giờ. Pick up the phone.